Ngày 2 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự thảo luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi. Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Trần Văn Vui chủ trì hội nghị. Đến dự còn có bà Nguyễn Thị Yến, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chuẩn đô đốc Đỗ Văn Yên, phó chính ủy quân chủng Hải quân Việt Nam và lãnh đạo thẩm phán, thư ký, cán bộ viên chức, người lao động thuộc Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Luật tổ chức Tòa án Nhân dân đã phát huy tác dụng, giúp cho hệ thống tòa án đi vào hoạt động nề nếp cùng với chất lượng ngày càng đi lên. Tuy nhiên, trong thực tiễn, luật vẫn còn tồn tại một số bất cập cần phải giải quyết, đóng góp ý kiến, xây dựng để hoàn thiện. Quá trình diễn ra hội nghị, các đại biểu đều nhất trí và đánh giá cao về dự thảo luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi, có kết cấu bố cục phù hợp, ngắn gọn, thể chế hóa chủ trương của Đảng, cụ thể hóa theo các quy định của hiến pháp. Trong đó, các đại biểu đóng góp ý kiến nhiều về nội dung xoay quanh đổi tên Tòa án Nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thành Tòa án Nhân dân sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh thành, Tòa án Nhân dân phúc thẩm. Đồng thời, các đại biểu đưa ý kiến về việc thành lập Tòa án Nhân dân sơ thẩm chuyên biệt, bổ sung quy định về ngạch, bậc thẩm phán chung thay vì các loại thẩm phán sơ cấp, thẩm phán trung cấp, thẩm phán cao cấp như hiện hành. Ngoài ra, các đại biểu cũng đưa ý kiến về nhiệm vụ giải quyết vi phạm hành chính được quy định tại điều 26 của dự thảo. Đây là nhiệm vụ mới. Tòa án Nhân dân được phân công thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật, giải quyết các tranh chấp và quyết định về một số quyền con người, quyền công dân. Phát biểu tại hội nghị, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Nguyễn Thị Yến ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của cử tri ngành tư pháp tỉnh trong sự nghiệp cải cách tư pháp của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ý kiến đóng góp của các cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp trình Quốc hội. Kết luận hội nghị, chánh án Trần Văn Vui đánh giá cao những ý kiến đóng góp có trọng tâm với dự thảo luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi của các đại biểu. Các ý kiến góp ý chất lượng sẽ được Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp thu và tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan để báo cáo đến Tòa án Nhân dân tối cao.